Xin chào quý chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại TOTAL Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này thì em xin phép giới thiệu cho anh chị về chính sách bán hàng này, về giới thiệu qua một chút về các phiên bản của dòng xe TOTAL Vios năm 2021, và đặc biệt là cái chính sách ưu đãi cho khách hàng khi mua xe ở tháng 12 trong cái thời điểm mà giảm thuế như thế này. Xe Vios thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Xe lắp ráp trong nước hiện tại là đang trong diện giảm thuế. Còn ba phiên bản lần lượt là có một phiên bản số sàn là EMT có gắn miết là 478 triệu, bản E số tự động có nghĩa là bản số tự động tiêu chuẩn thì có gắn miết là 531 triệu. Còn phía trước mặt anh chị thì đây là một phiên bản được ưa chuộng nhất, là phiên bản 1.5G CVT, là bản số tự động bản đủ. Xin phép em giới thiệu một chút về phần đầu này. Hiện tại thì phiên bản E số sàn đang được hỗ trợ từ nhà máy là 40 triệu tiền mặt, tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Còn phiên bản E số tự động hiện tại đang được giảm 25 triệu tiền mặt và tặng anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Còn phiên bản trước mặt chúng ta đây thì đang được giảm 30 triệu tiền mặt, được tặng một gói phụ kiện 15 triệu. Còn chính sách trả góp thì bên em đang hỗ trợ tối đa là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 7 năm. Em sẽ tính cho anh chị ví dụ như ở cái phiên bản hiện tại nhé. Phiên bản trước mặt chúng ta đây là cũng là phiên bản bán chạy nhất, có giá niêm yết là 581 triệu. Hiện tại thì đang được ưu đãi từ đại lý và nhà máy là 30 triệu ở thời điểm hiện tại, thì nó có thể thay đổi lên hoặc xuống tùy theo cái thị trường. Thì anh chị muốn tham khảo giá chính xác thời điểm nào thì liên hệ cho em, thì em tính cho anh chị áng chừng trước thời điểm hiện tại thì anh chị cân đối về cái tài chính của mình. Hiện tại là 581 được trừ 30 triệu từ nhà máy cộng với thuế bình thường là 10%, có nghĩa là phải 58,1 triệu, tuy nhiên được giảm 5% thuế trước bạ rồi, nên là thuế chỉ còn có 29.050.000. Thì cộng với các cái chi phí đăng ký đăng kiểm thì nó rơi khoảng tầm 585 cho đến 590 triệu là anh chị có thể mang xe khỏi showroom. Còn chính sách trả góp là vay 80% thì anh chị cần bỏ ra số tiền ban đầu rơi khoảng độ 150 triệu đến 160 triệu là anh chị có thể mang xe về rồi. Mức tiêu thụ nhiên liệu là chỉ có 5,78 lít trên 100 cây. Em cho em điều găm một chút về nội thất thì Vios hiện tại thì cũng được trang bị khá là đầy đủ các trang thiết bị. Ví dụ như là bản này trang bị là đèn full LED này, 7 túi khí, cruise control, đèn nổ start stop, màn hình thông minh Android Auto và hoặc là Apple CarPlay, điều hòa tự động và đặc biệt là cái cảm giác lái và cái cách âm hiện tại thì đã được cải thiện rất nhiều phiên bản 2021. Ngoài ra thì hai ưu điểm nữa khiến anh chị và khách hàng lựa chọn TOTA vẫn rất nhiều là: thứ nhất, điều hòa nó rất phù hợp với cái thị trường Việt Nam và mát rất sâu, anh chị không cần cái cửa giỏ điều hòa đằng sau, nhưng mà tuy nhiên là cái hiệu năng làm mát đã được nghiên cứu là và thực nghiệm là mát hơn rất nhiều so với phân khúc hạng B khác. Ngoài ra thì cái không gian nội thất bên trong cũng rất là rộng rãi, anh chị cũng yên tâm khi sử dụng gia đình. Và cái trong khuôn khổ video này thì em xin phép giới thiệu nhanh và sơ bộ một chút về thông tin xe và giá bán. Thì anh chị nào cần tư vấn cụ thể hơn về các phiên bản này cũng như là tư vấn chính xác hơn về cái nhu cầu tài chính của anh chị muốn chia sẻ là muốn lấy xe màu nào thì em kiểm tra về cái lịch xe là cái thứ nhất, anh chị muốn lấy xe thời điểm nào thì em kiểm tra lại cái chính sách là cái thứ hai, và anh chị là muốn trả thẳng hay là trả góp là cái thứ ba, thì nếu mà trả góp thì anh chị muốn trả trước khoảng bao nhiêu và trả trong vòng bao lâu, thì em sẽ đưa ra một cái gói nó tối ưu nhất cho cái tình tài chính của anh chị. Vâng, thì qua cái em có để cái số hotline trên màn hình ấy, thì anh chị cứ liên hệ cho em qua số hotline nhé, em sẽ tư vấn cho anh chị cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video lần sau.